có một Hà Nội luôn hối hả, đường phố, nhà cao tầng, hai bên bờ sông Hồng. Dự án Hà Nội Homeland tọa lạc tại vị trí lô đất số 23, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội, bên cạnh nút giao thông Cầu Chui, đường 5 kéo dài. Từ vị thế là khu đất trung tâm quận Long Biên, Hà Nội Homeland nổi bật khi sở hữu mối liên kết vùng cực kỳ năng động, tiện lợi với khu vực nội đô, chỉ cách khoảng 4 km, cũng như các tỉnh phía Bắc, Nam và Đông thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh hay Bắc Ninh, Lạng Sơn. Đặc biệt, chỉ mất 20 phút, cư dân đã có thể hiện diện tại sân bay quốc tế Nội Bài theo hướng đi cầu Đông Trù cực kỳ thông thoáng, giúp cho những chuyến đi công tác hay du lịch xa nhà bằng đường hàng không trở nên hết sức dễ dàng. Một ưu điểm nữa từ vị thế là nút giao thông trung tâm lớn nhất quận Long Biên, Hà Nội Homeland luôn được bao bọc bởi các khu đô thị, thương mại, vui chơi giải trí, giáo dục y tế lớn. Đặc biệt hơn cả, dự án được hưởng lợi từ lá phổi công viên, hồ điều hòa 20 ha nằm ngay cạnh dự án, đóng vai trò điều tiết không khí, mang lại sự trong lành, thoáng đãng, đồng thời mang đến cảnh quan thiên nhiên xanh tươi, thư thái, hữu tình cho cư dân sinh sống tại đây. Hà Nội Homeland được thiết kế gồm 4 tòa tháp cao 18 tầng với 1.224 căn hộ, có diện tích từ 58 đến 100 mét vuông, được tối ưu hóa thiết kế công năng sử dụng, mang phong cách hiện đại, trẻ trung, lại hòa hợp cùng sắc xanh thiên nhiên bao quanh. Từ những chi tiết tỉ mỉ nhất, những đường nét tinh tế nhất, dự án sở hữu kết cấu 2 tòa nhà hình chữ H, tạo sân trong khép kín, giúp tối ưu hệ thống an ninh khu vực. Một trong những điểm nhấn khác của dự án là sảnh đón khách với thiết kế không gian mở, thân thiện, cùng hệ thống thang máy được tính toán kỹ với thông số mật độ căn hộ sử dụng ở mức thấp, giúp dân cư không phải chờ đợi lâu mỗi khi trở về tổ ấm hay bắt đầu những chuyến hành trình của mình. Với mục đích mang lại cho cư dân Hà Nội Homeland một cuộc sống thư thái, tràn đầy năng lượng, mọi phòng ngủ đều được thiết kế theo kiến trúc vi khí hậu, đảm bảo luôn có ánh sáng, tạo không gian ấm áp, tràn hòa. Khi sở hữu căn hộ tại Hà Nội Homeland, gia chủ sẽ được hưởng trọn những tia nắng mặt trời rực rỡ mỗi ngày, cùng một miền xanh ngát, thoáng đãng từ không gian công viên hồ điều hòa 20 ha nằm ngay cạnh bên. Hà Nội Homeland là một khu quần thể nhà ở thương mại được đầu tư đầy đủ mọi tiện ích trong lòng dự án. Dự án sở hữu hơn 40 tiện ích, đảm bảo hầu hết mọi nhu cầu thiết yếu của cư dân khi bắt đầu cuộc sống nơi đây. Tầng thương mại dịch vụ phong phú và tiện dụng với hệ thống kiosk cửa hàng gồm nhiều nhãn hàng uy tín. Hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, các khu thể dục thể thao ngoài trời hay trong nhà như phòng gym, yoga, bể bơi ngoài trời đều được quy hoạch và thiết kế hiện đại. Ngoài ra, hệ thống chăm sóc sức khỏe với đội ngũ y bác sĩ tận tình, chu đáo, mang lại cho cư dân sự yên tâm tuyệt đối. Hãy bắt đầu một ngày mới với bữa tiệc âm thanh và ánh sáng từ thiên nhiên với Hà Nội Homeland. Hà Nội Homeland, tổ hợp căn hộ đáng sống bậc nhất thủ đô Hà Nội. Hà Nội Homeland, ôm trọn yêu thương.